đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và còn tim tôi từ ngày khi bước vào cửa đầu đến mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi. Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn, vì sợ ngày mai sáng tình đi khắp nơi thật vội vàng. Biết chẳng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Khi mà em theo dõi cái phần trình diễn này, em có thấy cái gì nó rất là tinh khiết, nó bình an cực kỳ luôn. Anh lại thấy một cái gì đó rất là xúc động. Cái tình yêu của người này chân thành lắm. Hát xong mà giống như mình thương cái nhân vật luôn. Ừ.
khi bạn hát bài này là bạn tin cái điều mà bạn đang muốn kể cho khán giả 100% luôn á. Dạ đừng rời xa tôi, kiểu là no don't leave me. Nghe thật sự thương, kiểu dễ sợ thương. Bây giờ mình phỏng vấn nhẹ một câu đầu đi. Tại sao Chip Thiết Binh lại chọn bài hát này ở một vòng thi quan trọng như thế này? Dạ em thích bài hát này từ lâu lắm rồi. Bởi vì em thấy cái ý nghĩa, cái lời lẽ và cái giai điệu của nó rất là dễ đi vào lòng người. Và em có thể cảm nhận được cái sự đau khổ, cái sự bất lực, một tình yêu không có thù ghét, không có oán hận gì hết mà là cho đi tất cả. Wow, dễ từ đau khổ nó Chip mừng quá, Chip mừng sao quá. Mà mình đang xúc động. Ờ em đang xúc động, em đang thương mà bà trả lời cái tôi nghĩ thương luôn. Chip mừng quá. Mọi người ơi, em đang xúc động quá nhưng mà cái giọng này nó không giống với cảm xúc của em bây giờ. Càng dễ hơn, em nghĩ là mình ê, tôi tin là Chip Chip Măng này nó đang khóc ở trọng đó nhưng mà cái giọng nó không cho phép nó khóc đó. Ấm bút nữa. Em thương Mochi lắm tại vì Mochi đang không biết nên khóc hay nên cười tiếp theo đây nè. Em có đang khóc không? Dạ. Ô khóc thật à? Ờ khóc. Đưa khán giả vô cho Chip Chip Bing đi. Mochi phát tay được không ạ? Rất là thương luôn, hồi nãy em nghe cái người này hát xong là kiểu là muốn chạy lên ôm luôn á. Sao không biết sao thấy thương bạn này lắm. Tại vì cái cảm giác mà để mà có một cái phần trình diễn nó gọi là touch my heart, làm rung động lòng người, thì tôi nghĩ đó là cái phần trình diễn vừa rồi. Bây giờ cái này rồi làm sao đưa khăn giấy. Dạ cảm xúc lẫn lộn lắm anh. Nếu mà chị đoán đúng thì đây là lần thứ hai em hát trước mặt chị. Đà lắc rồi à. Lắc lắc, lắc người ta lắc rồi. Thì bị lộ nên mới lắc chứ. Cho qua Quy hỏi Chip Pin đã từng làm việc với rapper bao giờ chưa Chip Pin? Dạ em có làm việc rồi ạ. Tuyệt vời, thì anh biết là ai rồi. Đây, sẽ tiếp tục là một manh mối quan trọng. Đó chính là kỷ niệm của Chip Chip Pin với hội đồng cố vấn. Ủa? Wow, tôi không hy vọng là một dạng kỷ niệm như O Sen vừa rồi. Tôi cảm thấy như là quả báo tới lại tụi mình vậy. Quả báo đấy ạ. Quả báo. Xin mời manh mối. Nữa rồi, lại ra kiểu nguy hiểm nữa. Nữa ông ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Ủa vậy đó. Ủa gì vậy? Là màu ghê luôn á. Hai đứa này là hai đứa bên đậu phát tờ rơi ha em. Không biết. Lần 8 vòng em tưởng đâu bắn ai. Nhờ em đưa giùm. Em có cảm giác là em nhìn một tay sai của cái biệt đội này vậy. Mà đưa mà không cho manh mối để đưa cho ai nữa. Em muốn gửi tờ giấy này cho anh Go Gui ạ. Go Gui nhân chiến thư. Thank you. Cảm ơn thầy giám. Nhất ta đây. Thôi giờ gặp anh Quy lúc em có bầu. Em đã có chồng đâu. Chưa, còn trẻ nữa. Cho coi sao manh mối gì mà trầm tư nửa tiếng vậy Quy? Chương trình này không khéo sẽ thành chương trình lật mặt showbiz mất anh. Em còn quan đứa con nữa. Chất lượng nha, chất lượng nha. Chất lượng sao? Thời khắc nó cũng nhạy cảm. Tôi đã từng đón giao thừa cùng anh qua Quy. Anh không nhớ sao mà anh đọc với cái giọng thất vọng thế ạ? À? Nè, các bạn thấy không? Rõ ràng nha. Bé Mochi đưa cái kỷ niệm rất là trong sáng là đón giao thừa đúng chung rồi. Đúng không? Chỉ có cái nhân vật này nghỉ tối thì nó mới ra tối thôi. Đón giao thừa chung nghệ sĩ với nhau. Vậy thì Quy đã biết đây là ai rồi. Nhưng mà còn lâu mới nói cho ba người này nghe. Trời ơi, chắc có mình Quy biết. Quy biết trễ nhất đó. Đây là một người cực kỳ dễ thương, cực kỳ hot luôn. Thực ra một cái chi tiết nó rất là rõ trong cái đoạn VT hồi nãy á. Nếu như mọi người để ý đó là có xuất hiện cái bảng billboard ở ngay quảng trường New York. Tức là hình ảnh của bạn này đã từng xuất hiện trong một chiến dịch của một cái bên streaming nhạc. Và cái số lượng nữ ca sĩ mà xuất hiện trên đó thực ra là không nhiều. Tiên có thể kể tên ra được luôn. Mà bạn này rất là thật thà. Dạ đúng rồi. Hầu như là có cái kỷ niệm gì bạn nói một cách rất là hoạch tẹt ra. Và những cái dự kiện đó nó cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của bạn. Và nếu như ai
đã từng biết về câu chuyện của bạn đều sẽ hiểu, hoặc là những fan hâm mộ mà đã yêu mến bạn là chắc chắn biết ngay. Cách người ta hát một bài hát, cách người ta làm một sản phẩm nghệ thuật là cách người ta sống. Tôi nói thật. Với lại có sự xuất hiện của hai chi tiết nữa, đó là tên của giám khảo. Giám khảo H và giám khảo T. Vậy mà cái tập trước Nhân hỏi bạn là bạn có thi một cuộc thi âm nhạc nữa không? Bạn kêu không. Đó là lần nói xạo duy nhất của bạn luôn đó. Dạ không, lúc nãy em kêu là em thi nhiều lắm. Nếu như không lầm á thì trước đây bạn có thi một cái cuộc thi về giọng hát. Đúng rồi. Đúng không? Dạ em cũng thi nhiều. Thi nhiều lắm chứ không phải là một cuộc thi. À. Người ta đã dính chính lại rồi. Chip ơi, phải giao thừa mình mới gặp là mới đây không Chip? Dạ vâng ạ. Dạ, hôm đó không phải giao thừa. Sao thế nhờ? Anh nhớ lại đi. Thì nó là giao thừa, nhưng mà đối với Quy thì hôm đó không phải giao thừa. Chip có nhớ rõ không? Hình như anh mới là người không nhớ rõ anh ạ. À. Vậy là tôi hiểu là đi xa ở đâu rồi. I love you Mochi. I love you too Mochi. Như vậy là nghĩ sai người rồi. Chốt đáp án liền để mà khai thác. Quơ Quy trước luôn. Em biết tên rồi, nhưng mà em không nói được. Em muốn giữ cái tên này vậy sao luôn. Tại vì hồi nãy em đã hỏi, em xác minh về bạn và em đã hiểu rằng cái đó là đúng rồi. Không sao, mọi người hãy yên tâm. Là đáp án này của chúng tôi ghi ngay lúc này là chỉ cứu được một chút danh dự của chúng tôi thôi. Chúng tôi vẫn sẽ lấy cái đáp án đầu tiên. Mặt giá trị là nó không có đó. Nhân, anh nghe Nhân nói có một option 2 cho bạn này đúng không? Dạ, là Phùng Khánh Linh. Vì sao nghĩ như vậy ạ? Có một cái ấn tượng của em với Phùng Khánh Linh, đó là ngày hôm đó Phùng Khánh Linh ra gặp em và Phùng Khánh Linh có nói rằng là anh ơi, em được đạo diễn của một cái phim điện ảnh chọn cái bài hát này vào trong một cái phân đoạn của phim. Bạn mở hoài cho em nghe cái bài Hôm Nay Tôi Buồn mà em nhớ miết cho đến bây giờ luôn. Cái cách hát, cái cách nhả chữ luôn anh. Rồi sao nghe Hôm Nay Tôi Buồn sao nghe giống như báo như cái điềm của tụi mình vậy ta? Tại giống như kiểu đoán sai. tại vì lúc bài này hát bài Làm Ơn á, tự nhiên em link vô cái bài sự... Hôm Nay Tôi Buồn. Đúng anh rồi. Dạ nè, tự nhiên nha. Anh nghĩ cái đáp án của anh chắc giả lắm nha. Tự nhiên nghe anh Nhấn nói xong lung lay ta. Anh Thành ơi, anh Thành hả? Sao phát vừa rồi em xin phép em nói toàn bộ mọi người đáp án sai hết rồi. Trời ơi, chảnh vậy. Em nói cho anh Thành nghe nè, nếu như mà cái tên em ghi vô đó mà sai á, em sẽ dắt bạn gà qua quán A Mà ăn sạch hết bên đó. Trời ơi. Em ghi rồi gửi riêng cho anh. Ông nhiều đó thôi à. Em xin lỗi, ăn sạch đồ ăn trên bàn ngày hôm đó. Chứ tưởng ăn sạch cái quán là bữa đó tôi đóng cửa tiếp mình qua Quy đó. Tôi bảo là tôi mua đồ ăn một tháng vậy tôi bán. Quay đầu giới hạn lại chút xíu. Phải dưới mơm cho shipping nữa. Có truyền hình làm chứng à. Còn anh Thành, lựa chọn thứ hai của anh sau khi bị lung lay đó là cái tên gì? Anh nói thật là tới bây giờ anh vẫn chưa có một cái lựa chọn nào ngoài Chuki San. Anh đã từng có một cái kỷ niệm với bạn này. Có một lần anh đến một chương trình, anh cũng nghe bạn hát và nói là ô, sao cô bé này hát hay thế, hát rất tình cảm, hát rất chân thành. Hôm nay nghe lại y như cảm giác đó. Ok, nếu anh sai thì rõ ràng là người giống người, mà nếu như người này không phải là Chuki San, anh vẫn cho rằng Chuki San là một cô ca sĩ hát rất chân thành. Đó là ý kiến của anh. Còn tốt thì sao ạ? Em cũng giống anh Thành thôi, tại vì cái dữ kiện về bạn này nó quá rõ ràng. Và bản thân em cũng đã từng có kỷ niệm với bạn này rất là rõ rệt luôn. Hồi nãy trong cái clip bạn ấy có nói là khi tham dự một cuộc thi, bạn ấy nhận được rất là nhiều cái sự công kích từ cộng đồng mạng. Chắc chắn là nói em rồi. Mà giám khảo có một chữ T đó nha. Chữ T là tiên. Nha chị nha. Thì đó, tức là trong cái cuộc thi đó, chị có nhớ là chị nhận xét một cái câu, chị không biết là em tiếp thu cái câu đó nó là thành một cái lời tiêu cực hay là một cái lời cổ vũ em. Nhưng mà rõ ràng là cái người hiện nay đứng trước mặt chị hát như thế này trưởng thành hơn rất là nhiều so với 2-3 năm trước khi mà chị gặp em. Nhưng mà nếu đúng như những gì Tóc Tiên đã nói thì bây giờ bạn ấy đã tìm được màu của bạn ấy rồi. Dạ. Đó là màu hồng. Chip chip pink. Đó là màu của Mochi. 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 Em thấy hình như là Chip Chip cũng bắt đầu hơi lung lay. Anh nghĩ là Chip Chip đang rung chân thì đúng hơn. Nặng nên cho Chip vào nghỉ ạ. Biệt đội áo đen cun ngầu ra đỡ Chip vô. Cho một cái tên Giấc Mơ Của Mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.